Tôi nhìn rõ rồi. Cái này đơn giản, chính là nói vài câu. Bôi cái này lên cánh tay của hắn. Nếu như hắn vẫn không đi thì tôi sẽ cho hắn nếm thử. Một mình tôi có thể lấy được. Vậy chúng tôi ở đây tiếp ứng cho anh. Anh tự mình cẩn thận, yên tâm đi. Tôi cũng xem như đã lên chiến trường, đã qua chiến tranh. Qua được trạm soát này, chúng ta có thể đến được bệnh viện. Đừng nhờ vào anh. Được, anh yên tâm đi. Đứng lại. Là người nào? Tôi là tướng quân của đội quân mật Nhật Bản. Chúng tôi vừa mới tiến hành phát tán quá chất gần đây. Các anh mau rời khỏi đây đi. Anh là quân đội sinh học. Đúng, quân đội sinh học. Bắt chúng tôi lập tức rời khỏi đây. Lập tức chấp hành mệnh lệnh. Bây giờ tôi chính là chấp hành mệnh lệnh đây. Tản ra. Hà Bình An. Anh không sao chứ? Dọa chết tôi rồi. Huyện trưởng Ngụy, ông không nên đến đây. Bệnh nhân nhiều như vậy, nếu như tôi không đến, lòng dân sẽ không an. Ông có thể phái một người đến lấy danh nghĩa của ông là được. Giờ lúc này ai cũng không đại diện nổi tôi. Ông làm như vậy không sợ bị nhiễm bệnh sao? Sợ. Thật sự sợ. Nhưng mà tôi đến rồi. Tôi đến rồi sẽ mang đến cho bệnh nhân một phút hy vọng, thêm một phút thoải mái. Huyện trưởng Ngụy, ông một lòng cứu dân, tôi rất khâm phục ông. Hổ thẹn rồi. Làm cái chức huyện trưởng này, tôi không thể cứu dân trong lúc dòng sôi lửa bỏng, không thể giải quyết được thống khổ của họ. Tôi thực sự không làm hết chức trách của mình. Thẩm tiểu thư đang mang bệnh trong người, tích cực lạc quan. Tôi phải cảm ơn cô. Nói lời thật lòng, lúc trên đường đến đây tôi vẫn đang nghĩ, các bệnh nhân này có phải là hốt hoảng lo sợ không? Tôi làm sao để nói cho họ nghe? Nhưng mà tôi không ngờ đến. Tôi vừa đến hành lang thì tôi đã thấy cô nói chuyện với mọi người về Hà Bình An làm huyện trưởng. Tôi thật sự cảm động. Cảm ơn cô. Huyện trưởng Quỷ, thẩm thương lăng tôi ở trong bệnh viện, ngày ngày nhìn thấy bệnh nhân càng ngày càng nhiều. Mỗi ngày nhìn thấy những người chết kia, trong lòng khó chịu, nói không nên lời. Trong lòng tôi hiểu rõ, bây giờ việc tôi có thể làm là như vậy, là chỉ có thể giúp các bệnh nhân bên ngoài. Chỉ có một việc, chính là tin tưởng Hà Bình An. Đúng, chính là tin tưởng Hà Bình An. Sao rồi? Không lạc quan, phòng bị nghiêm ngặt hơn trong tưởng tượng. Chúng ta không phải đã có vũ khí rồi sao? Đánh bất ngờ không kịp chuẩn bị, mười mấy phút là có thể giải quyết vấn đề rồi. Châu Tư nói đúng, hay là chúng ta mạnh tay với bọn họ? Không được. Nếu như khiến cho quân đội lớn đến, chúng ta đều chết chắc. Giả lại, chúng ta còn phải tìm bác sĩ Mã kia. Nếu như giết nhầm ông ta, bệnh nhân trong thành coi như là hết hy vọng rồi. Đánh mạnh không được, chỉ có thể dùng trí. Cậu có cách gì không? Tôi vừa mới nghĩ ra một cách.
chỉ là hơi nguy hiểm. Vậy nói đi, nhóm chúng ta đều nghe lời anh. Tôi không được. Anh phải phẫu thuật qua phần bụng tôi. Đã làm qua. Anh nhất định biết đạn bắn chỗ nào trong cơ thể, chỉ có thể xuyên qua, không làm hại đến ổ bụng. Biết rồi, biết rồi. Ý cậu là giả làm quân Nhật bị thương? Giả làm quân Nhật thì có thể, nhưng bệnh thì không thể. Được, vậy tôi đi. Không được, bên ngoài cần người tiến công. Tôi trà trộn vào trong, mọi người chờ tín hiệu. Không được, không thể lần nào cũng cũng mạo hiểm. Hành động lần này tôi quyết định là được. Tôi quyết định rồi. Tôi biết lần này không giống như mọi khi, hy vọng rất nhỏ bé, nhưng tôi tin tưởng. Mỗi lần việc anh hứa với tôi, anh đều hoàn thành. Anh nói sẽ trở lại, anh nhất định có thể làm được. Bởi vì em nguyện dùng tính mạng của mình để tin tưởng anh. Anh là ánh sáng để em nhìn thấy mà hy vọng. Bình an, mau trở về đi. Anh ấy nhất định trở về, bởi vì em cần phải sống. Chuẩn bị. Nè, anh đừng rung. Anh rung một cái là tôi xong luôn. Giống như là phẫu thuật. Đây là nơi của người Nhật, súng lấy được. Loại này lực bắn rất mạnh, trong chiến đấu có thể xuyên qua cơ thể người, nhưng không giữ lại viên đạn. Khi anh bắn, tôi chỉ bị rách một chỗ. Anh là bác sĩ ưu tú, anh có thể làm được. Nhiệm vụ lần này có thể tránh được nội tạng của anh, cũng không thể làm hư nội tạng của anh. Nhưng có thể làm như vậy, sau 10 phút sau anh không được cứu chữa kịp, nhất định sẽ chết đó. Tôi sớm nên chết rồi. Sống đến hôm nay, đành nợ các anh em chiến trường đã chết. Bắn đi. Anh thanh súng ở đâu ra vậy? Cứu tôi, cứu tôi, cứu lấy tôi. Nhanh, quân y. Bác sĩ Mã, xin ông cứu chữa chiến sĩ Nhật Bản đế quốc. Tôi sợ là không thể dốc hết sức lực. Ông là bác sĩ, cứu người là thiên chức của ông. Tôi thừa nhận y học không có biên giới, nhưng bác sĩ phải có quốc tịch. Nói đến quốc tịch, nếu như người Nhật này chết, người Trung Quốc như ông cũng sẽ bị chôn theo. Bác sĩ Mã, ông tự mình lựa chọn đi. Vậy được, giữ lại một y tá. Các anh đều ra ngoài, tôi sẽ phẫu thuật. Xin nhờ ông. Bác sĩ Mã, chúng ta thật sự cứu tinh Nhật này sao? Giao. Tôi dùng dao này cứu rất nhiều người, nhưng hôm nay tôi lại dùng nó để giết người. Tôi sẽ cố gắng hết sức để làm giống như là sự cố lúc chữa bệnh. Nếu như người Nhật không tin, chỉ có thể giết một mình tôi. Còn cô, cứ giả vờ cái gì cũng không biết. Toàn bộ người nhà của tôi bị người Nhật giết chết rồi. Hôm nay tôi có thể có cơ hội báo thù này. Tôi có thể không làm sao? Tôi sống đã đủ rồi. Bác sĩ Mã, giúp cho anh ta thuốc mê đi. Chờ thuốc mê có hiệu quả, tôi sẽ động thủ. Phát súng đó của tôi nhất định không bắn trúng nội tạng của anh ấy. Không có gì đâu. Đúng vậy, tôi cũng tận mắt nhìn thấy cậu ta đi vào. Cảnh sát Hà đúng là người giỏi, làm người ta bái phục. Anh có chút can đảm, đứng sau lưng bỏ chúng tôi chạy là được. Vậy mọi người cứ nói chuyện đi.
Tôi đi tiểu đã. Tôi cũng đi. Cô là con gái mà. Anh làm sao vậy? Đi. Trường Sơn, nói ra tiền bạc này của anh là do tôi cứu. Đúng. Tôi nhớ hôm đó có người gõ cửa. Tôi vừa mở cửa, anh đang ngã xuống đất. Anh nói sao lúc đó? Anh tỉnh lại, anh không chịu đi. Là vì tôi muốn báo đáp tiểu thư. Báo đáp tiểu thư? Lúc nào mà tiểu thư cần ông báo đáp vậy? Anh ở lại không chịu đi là có phải có mục đích gì khác không? Tôi có thể mục đích gì chứ? Cô nghĩ là tôi nhìn trúng cô sao? Trường Sơn, anh là người ở đâu? Đông Bắc, thế nào? Đông Bắc sao? Phạm vi này có hơi lớn rồi đó. Sao anh không nói anh là người Trung Quốc luôn đi? Nhưng mà nói qua cũng nói lại, tôi cũng là người Đông Bắc. Tôi thấy anh không giống. Anh ở chỗ nào Đông Bắc vậy? Gia đình còn ai không? Lúc tôi còn rất nhỏ đã đi với tiểu thư rồi. Nghe nói Đông Bắc người bị Nhật chiếm lĩnh rồi. Bọn họ cũng nói tiếng Trung Quốc của chúng ta nữa. Trường Sơn, anh không phải là người Nhật đúng không? Cô nói gốc cái gì vậy? Nếu như anh là người Nhật sẽ chết rất khó coi đó. Trường Sơn, Châu Tứ, đội trưởng kêu các người quay lại. Đến đây. Có những lúc giết người còn có hơn cứu người. Bác sĩ Mã, ông thực sự giết người này sao? Bác sĩ Mã, bao giữ lấy anh ta. Bao giữ lấy anh ta. Ông là bác sĩ Mã sao? Tôi là người Trung Quốc. Anh là người Trung Quốc. Bác sĩ Mã, thuốc mê đã ngấm rồi, chúng ta phải làm sao? Nếu anh ta thực sự là người Trung Quốc, đương nhiên phải cứu. Nhưng mà có thể là lính của Nhật đều biết nói tiếng Trung Quốc. Cô xem vết thương trên thân anh ta giống như là có sự chuẩn bị của phẫu thuật. Phần bụng luôn luôn bị mòn ở lưng, vậy mà không có chỗ nào bị thương. Bất luận thế nào, nội tạng và khung xương ở đâu ra vết thương mạnh như vậy? Trừ phi là cố ý bắn. Cố ý bắn sao? Lẽ nào là cố ý bắn sao? Muốn trà trộn vào đây? Nếu như hắn không phải thì sao? Không thể quản nhiều được như vậy. Cứu trước đã rồi nói sao? Tóm lại không thể giết nhầm. Đào nào, toàn lực phối hợp phẫu thuật với tôi. Được.